như ta đây mới nên thọ, mà sợ hãi nghĩ rằng có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng, mà muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thần lực cũng không đi được, liền nghe giữa hư không có tiếng rằng: Này ba tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được, mà vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các thiên nữ rằng: Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng: Các ngươi đã phát ý đạo, có pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa. Thiên nữ hỏi: Thế nào là pháp vui? Đáp: Vui thường tinh Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui lìa ngũ dục, vui quán ngũ ấm như oán tặc, vui quán thân tứ đại như rắn độc, vui giữ gìn đạo ý, vui lợi ích chúng sanh, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hàng phục các ma, vui đoạn phiền não, vui thanh tịnh cõi nước Phật, vui thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ, vui ba môn giải thoát mà không vui phi thời, vui gần bạn đồng học, vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chướng ngại, vui giúp đỡ ác tri thức, vui gần thiện tri thức, vui tâm hoan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát. Khi ấy, Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng: Ta muốn cùng các ngươi đồng trở về thiên cung. Các thiên nữ đáp: Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục nữa. Ma liền thưa với ông Duy Ma Cật rằng: Xin ngài nên xả các thiên nữ này. Người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật nói: Ta đã xả rồi, ngươi hãy đem đi. Như thế, ta đã làm cho tất cả chúng sanh đặng phát nguyện đầy đủ. Lúc ấy các thiên nữ hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung ma? Ông Duy Ma Cật đáp: Này các chị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng là ví như một ngọn đèn mồi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng tận, như thế đó các chị. Giả lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm nghìn chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất, tùy nói pháp gì đều thêm lợi ích cho các pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn Vô Tận Đăng này làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bây giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật, rồi theo Ma Ba Tuần trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí tuệ biện tài như thế, nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Trưởng giả Tử Thiện Đức. Phật bảo trưởng giả Tử Thiện Đức: Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thiện Đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bây giờ ông Duy Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả Tử, giả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu? Phải làm hội pháp thí, chứ lập ra hội tài thí này làm gì? Con nói: Thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: Hội pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: Thế nghĩa là gì? Cư sĩ đáp: Nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì cứu chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xã, vì nhiếp tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật, vì độ kẻ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh mà khởi ra không,
chẳng bỏ pháp hữu di mà khởi vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp, khởi sức phương tiện, vì độ chúng sanh khởi pháp tứ nhiếp, vì kính thờ tất cả khởi pháp trừ khinh mạng, đối thân, mạng và tài sản khởi ba pháp bền chắc, trong pháp lục niệm khởi ra pháp nhớ tưởng, ở sáu pháp hòa kinh khởi tâm chất trực, chân chánh thật hành thiện pháp khởi sự sống trong sạch, vì tâm thanh tịnh hoan hỷ khởi gần bậc thánh hiền, vì chẳng ghét người dữ khởi tâm điều phục, vì pháp xuất gia khởi thâm tâm, vì đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn, vì pháp vô tránh khởi ở chỗ yên lặng, vì đi tới pháp huệ khởi ra ngồi yên lặng tức tọa thiền, vì mở ràng buộc cho chúng sanh khởi tâm tu hành, vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật khởi sự nghiệp phước đức, vì muốn biết tâm niệm tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp khởi ra nghiệp trí, vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ vào môn nhất tướng khởi ra nghiệp huệ, vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả bất thiện khởi làm tất cả pháp trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam tử, đó là hội pháp thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí đó là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm con đặng thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật, con liền mở chuỗi an lạc giá đáng 100.000 lượng vàng dâng lên. Ông không chịu lấy, con nói: "Thưa cư sĩ, xin ngài hãy nạp thọ tùy ý ngài cho." Ông Duy Ma Cật liền lấy chuỗi an lạc chia làm hai phần, một phần đem cho người an sinh hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Nang Thắng Như Lai. Tất cả chúng trong hội đều thấy cõi nước quang minh và Đức Nang Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi an lạc ở trên Đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ không ngăn che nhau. Khi ấy, ông Duy Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói rằng: "Nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng thí cho một người an sinh rất hèn hạ, xem cũng như tướng phước điền của Như Lai, không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy." Trong thành, những người an sinh hèn hạ bậc nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói kia đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Như thế, các Bồ Tát đều tuần tự đến trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời ông Duy Ma Cật và nói rằng không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Duy Ma Cật sở thuyết kinh phẩm Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh. Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thật tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, tham nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông." Lúc ấy, trong đại chúng, các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận tất nói pháp màu. Tức thời, 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên nhân đều muốn đi theo. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, đại đệ tử và các hàng thiên nhân cung kính dây quanh đi vào đại thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: "Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm,
ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng, không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy, ông Duy Ma Cật chào rằng: "Quý hóa thay, Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy." Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư?" Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết: "Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh được?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thời có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con, hễ người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh. Bồ Tát cũng thế, đối với tất cả chúng sanh thương mến như con, nên chúng sanh bệnh. Bồ Tát cũng bệnh, chúng sanh lành. Bồ Tát cũng lành, Ngài lại hỏi bệnh ấy nhân đâu mà sanh? Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi." Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: "Cư sĩ, nhà này vì sao trống không và không có thị giả?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Cõi nước của chư Phật cũng đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không có thể phân biệt được ư? Phân biệt cũng không. Không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 món kiến chấp. 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh." Ngài lại hỏi: "Vì sao không thị giả? Tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử, mà Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động." Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: "Bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được." "Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm?" "Không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như quyển. Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh về đại nào?" "Bệnh ấy không phải địa đại, cũng không phải địa đại, thủy, hỏa, phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh." Khi ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: "Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu. Phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y dương điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ." Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: "Cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này: ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não điên đảo vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã. Vì thế ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đắm. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Nên nghĩ rằng thân này chỉ do các pháp hiện thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi,
khi diệt không nói, nó diệt. Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng